nữ nhân viên y tế trực đêm về bị người đàn ông đánh tử vong trên đường làm. Người đàn ông cầm cây gỗ đi trên đường, rồi đánh vào đầu và mặt bà Hát, nhân viên y tế vừa trực đêm về, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngày 15 tháng 8, Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông tâm thần đánh nhân viên y tế tử vong. Theo đó, lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày, nghi phạm Nguyễn Thành Sơn, 46 tuổi, trú xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, là người bị tâm thần, cầm một cây gỗ đi trên đường bê tông liên thôn, đoạn qua xã Đức Chánh. Lúc này, Sơn cầm cây gỗ đánh vào đầu và mặt bà DTTH, 55 tuổi, là nhân viên trạm y tế xã Đức Chánh đang trên đường về nhà sau ca trực. Cú đánh khiến bà Hát bị thương nặng dẫn đến tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an huyện Mộ Đức có mặt hiện trường khám nghiệm, điều tra vụ việc, đồng thời khống chế và đưa Sơn về trụ sở. Hiện nghi phạm Sơn đã được Công an huyện Mộ Đức bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Theo Công an huyện Mộ Đức, nghi phạm Sơn là người từng được bà Hát khám bệnh và điều trị tại trạm y xã.